Quả hồng khô và con hổ. Đôi qua đi khắp rừng mà chẳng có con quẳng con thỏ nào. Bụng mình đã lép kẹp mấy ngày hôm nay, thật là khốn khổ mà. Đường đường là một chúa sơn lâm lẫy lừng, giờ nhìn ta có thảm hại không? Tất cả đứng cho cẩn thận, rớt xuống kia chưa gãy chân gãy tay thì cũng bị hàm răng nanh của con hổ đó xé xác đấy. Trông nó có vẻ đang đói lắm. Lạnh rung người lên rồi. Rừng đang vào mùa đông, đến hạt lép chúng ta cũng chẳng còn mà ăn. Lấy gì làm mồi cho hổ? Bảo sao nó chẳng đói? Mà thấy bảo dưới làng của con người tích nhiều lúa gạo thơm lắm, hay chúng ta bay xuống đó mà kiếm chắc? Phải đấy, cũng lâu rồi tôi không lại gần ngôi làng đó. Con người hay tích trữ lương thực vào mùa đông, thế nào mà chẳng có cái để chúng ta nhét vào bụng. Lũ chim ranh đó đang nói gì ấy nhỉ? À, làng con người à, mình chưa bao giờ dám xuống đó kể từ cái ngày bé tí teo. Mẹ mình dẫn mình xuống đó, nhưng mình chẳng có ấn tượng gì ngoài việc... Lâu lắm rồi mình không quay lại ngôi làng ấy, kể từ ngày bị con người dọa dẫm. Nhưng mình đói quá rồi, phải đi thôi. Dù gì mình cũng là một con hổ, oai danh lẫm liệt khắp khu rừng này, việc quái gì phải sợ chứ. Ta là vua của rừng già, ta là hổ Oai Phong. Những con bò béo ngậy đang đợi ta, những con gà béo mầm đang gọi ta. Ngon nghẻ quá, được tợp một miếng ngập răng vào bắp đùi to béo kia. Ôi chao là sung sướng, thèm nhỏ cả dãi. Ôi trời ơi, tiếng trẻ con khóc. Xưa kia mình từng nghe thấy loại âm thanh này, đinh tai nhức óc khủng khiếp, thật không thể chịu nổi. Ngoan nào, có con hổ đang đứng ngoài cửa đấy. Một con hổ răng nanh nhọn hoắt. Đây, cháu thấy chưa? Thấy con hổ ở bên ngoài chưa? Quái lạ, không thể nào. Sao người ta biết mình tới nhỉ? Lúc xuống làng, mình đã chọn ban đêm tối mù mịt, đi rón rén từng bước một đồ kia mà. Thế nào bà lại biết mình đang có mặt ở đây? Thật không bình thường tí nào. Lẽ nào họ cho người theo dõi mình? Thôi nín đi nào cháu ngoan, cháu yêu của bà. Nín khóc đi nào, bà yêu. Khóc nữa là hổ đến bắt đi đây. Nó đang ở ngoài cửa kia kìa. Ôi cháu ơi, cháu tôi không sợ hổ à? Càng nói càng khóc tôi. Kỳ lạ vậy, có vẻ đứa bé nó không có sợ mình lắm mà. Một đứa trẻ con đã vậy, lẽ nào ai ai ở cái làng này cũng không có sợ hổ? Chả buồn cho lũ giả nhát trên núi nhìn thấy ta là sợ mất mật. Thôi nào, có quả hồng khô đây rồi, bà cho cháu quả hồng khô nha. Ôi chao, quả hồng khô đây. Đứa nào khóc nhè là quả hồng khô bắt đi nha. Hả? Vậy tức là có đứa tên quả hồng khô còn đáng sợ hơn cả mình hả? Hẳn phải là thứ gì đó rất dữ dằn ghê gớm mới khiến đứa bé nó nín thinh như vậy. Không xong đâu. Hồng khô, quả hồng khô này. Quả hồng khô. Quả hồng khô là cái giả nào vậy? Lâu lắm rồi ta mới xuống lại mà cuối cùng lại gặp một tên là quả hồng khô. Thật đen đủi. Mau chạy thôi. Hy vọng ta trốn ở đây, quả hồng khô sẽ không nhìn thấy ta. Khi không lại đi xuống núi để rồi gặp phải một tên ác quỷ. May mà tối trời, không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với ta nữa. Ồ, kìa, có phải con bê non ta đang nhắm đó không? Rình từ chiều đến giờ mới có cơ hội. Trời giúp ta rồi. Ta nhất định sẽ tóm được con bê này, cho bỏ công núp ở đây tê bì hết tay chân. Cái gì vậy? Lẽ nào là quả hồng khô? Xuống đi, xuống khỏi lưng ta mau. Ta đâu có động gì đến mi. Xin hãy tha cho ta, xin hãy tha cho ta.
Không xuống thì ta sẽ hất mày xuống. Quả hồng khô chết tiệt. Ơ kìa, sao mình cứ thấy lạ lạ? Bê sao lại chạy nhanh thế nhỉ? Quái lạ. Lớp lông này là sao đây? Đây không phải là con bê. Trời ơi, nó là một con hổ. Mình đang ngồi trên lưng một con hổ. Tôi mạng rồi. Cả chuồng bò tối thui. Sao mắt mình lại kèm nhầm đến mức nhìn nhầm hổ thành bê vậy? Quả hồng khô, xuống khỏi lưng ta mau. Quả hồng khô, mày có xuống không thì bảo. Nó nói cái gì vậy? Cha mẹ ơi, trời đất ơi, thánh thần ơi, xin cứu giúp cái mạng con với. Con thề con hứa con đảm bảo sẽ không bao giờ đi ăn trộm nữa đâu. May quá, quả hồng khô không còn nữa rồi. Suýt nữa ta đã mất mạng vì nó. À, hổ tới, hổ tới. Các ngươi đừng có mà dại mà xuống ngôi làng đó nữa. Dưới đó có quả hồng khô, ghê gớm dữ tợn lắm, có biết không hả? Hắn ta đang nói nhảm cái gì vậy? Quả hồng khô là cái gì mà sao hắn sợ vậy? Ôi, cái lão hổ này điên thật rồi. Các ngươi không tin ta sao? Ta đã cảnh báo rồi đó. Nếu xuống dưới mà bị quả hồng khô ăn thịt thì đừng có trách là ta không nói trước nha. Cháu ơi, cháu tôi ngoan quá, thích quả hồng khô này quá đi. Vì ngu ngốc, đến con hổ oai phong cũng sợ một quả hồng khô. Bởi người ta thường sợ hãi những điều mà mình chưa biết. Từ đó về sau, con hổ dù có đói bụng mấy cũng không dám xuống ngôi làng nữa. Gà trống màu vàng và chiếc hộp kỳ diệu. Ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ, có hai ông bà sống với nhau rất hạnh phúc. Trước cửa nhà có một vườn đậu Hà Lan rộng lớn, vì họ có một sở thích rất đặc biệt là ăn đậu Hà Lan. Nó lăn xuống tầng hầm mất rồi bà ạ. Không biết chừng có ngày lại mọc cây ở dưới đó cũng nên. Bà ơi, bà xem này. Hả? Có chuyện gì mà ông kinh ngạc như vậy? Tôi vốn chỉ nói chơi thôi mà, không ngờ nó đã mọc thành cây thật. Và là một cây đậu khổng lồ, cây đậu có 102. Ông nhìn xem, nó vẫn còn đang vươn lên nữa kìa. Tình hình này á, có khi ông phải dỡ bỏ mái của gian nhà này để cho cây mọc lên nữa. Được, tôi sẽ làm ngay, để xem nó mọc cao được lên đến đâu nữa. Cây đậu cứ thế vươn lên mãi. Cuối cùng, cây mọc cao chạm lên đến tận trời. Ông bà lão muốn thu hoạch hạt đậu. Ông trèo mãi, trèo mãi, trèo đến tận mây xanh. Trời ơi, chuyện gì thế này? Một chú gà trống màu vàng tuyệt đẹp và cả một chiếc hộp nữa. Có gì trong đó thế nhỉ? Nhưng thôi, mình cứ mang chúng xuống đã. Bà nó ơi, tôi đem quà về cho bà này. Một chú gà trống màu vàng và một chiếc hộp màu vàng điểm xanh. Ôi ông ơi, chưa bao giờ mà lại có một chú gà trống màu vàng dễ thương như thế này. Trời ơi, nó đáng yêu quá ông ơi. Gà trống ngoan, ở với chúng ta nha. Chúng ta sẽ coi con là con cháu trong nhà. Hình như nó muốn nói điều gì đó trong chiếc hộp này đó bà. Đâu, ông cho tôi xem với. Chiếc hộp này là hộp gì vậy? Hả? Ôi trời ơi, chiếc hộp có thể làm ra bánh nướng, bánh ngọt, nhiều quá. Quái lạ, hai ông bà lão này có chuyện gì mà lại vui thế nhỉ? Trời đất, ta có đang mơ không vậy? Ông bà lão này có thứ bảo bối như vậy mà bấy lâu ta không hề hay biết nhỉ? Nè, lão già kia, trong nhà lão có gì ăn không? Ta đang đói quá. Ngài có muốn ăn bánh ngọt và bánh nướng không ngài? Được, hãy cho ta thật nhiều bánh ngọt và bánh nướng. Bà hãy bán cho ta chiếc hộp này. Ta sẽ cho ông bà rất nhiều tiền để ông bà có thể sống cả một đời sung sướng. Không thưa ông, chúng tôi không có bán. Nhất định chiếc hộp này phải thuộc về ta. Nhưng lúc ông bà đi làm đồng, lão đã quay trở lại lấy cắp chiếc hộp đi. Không bán cho ta thì ta sẽ tự lấy. Ông ơi, chiếc hộp biến mất đâu rồi? Sao cơ, chiếc hộp biến mất ư? Chắc chắn là lão địa chủ rồi. Lão ta vốn thật tham lam và độc ác mà.
tôi biết ngay mà, kiểu gì hắn ta cũng dùng thủ đoạn để chiếm đoạt của chúng ta. Đừng khóc nữa ông bà ơi, cháu sẽ đến nhà lão địa chủ đòi chiếc hộp về cho ông bà. Lão địa chủ đâu? Mau trả lại cho ta chiếc hộp màu vàng điểm xanh. Ta không trả đây, thì ngươi định làm gì ta hả con gà khốn kiếp? Loa 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 loa, bà con làng xóm ơi, lão địa chủ này là kẻ ăn trộm, ở đây có kẻ ăn trộm, ối làng nước ơi. Thật là tức chết đây mà, người đâu, ta bắt con gà trống ném nó xuống nước cho ta. Những người hầu theo lệnh lão địa chủ bắt gà trống ném xuống giếng. Gà trống ở dưới giếng, nó dùng chiếc mỏ bé nhỏ của mình hút cạn sạch nước trong giếng, phun ngập nhà lão địa chủ. Chẳng mấy chốc, tư gia của lão địa chủ đã ngập trong nước. Ôi trời ơi, người đâu, cứu, cứu ta với. Lão địa chủ tham lam kia, nếu lão vẫn ngoan cố không trả, ta sẽ mổ vào đầu lão đấy. Lũ người ăn hại kia, mà bắt con gà trống quái quỷ này lại. Người đâu, cứu ta với. Lũ người chết tiệt kia, các người đâu hết cả rồi, còn không bao cứu ta. Ôi trời ơi, đau quá. Ta xin ngươi hãy tha cho ta, ta cầu xin ngươi. Nếu ngươi vẫn còn tham lam độc ác và ngang ngược như thế, thì đừng có trách ta. Cháu đã mang chiếc hộp của chúng ta về rồi nè ông bà ơi. Chiếc hộp đã trở lại thật rồi. Gà trống, cháu thật là giỏi quá. Bà nó ơi, vậy là chúng ta có thể thực hiện được ước mơ mà chúng ta đã cùng dự tính rồi. Phải à, phải, chúng ta mau làm ngay đi ông. Chúng ta phải làm thật nhiều bánh và mời những bà con nghèo khó trong làng cùng đến ăn nha. Kể từ đó, thỉnh thoảng họ lại mời hàng xóm đến thưởng thức những chiếc bánh thơm ngon. Chiếc hộp luôn ở bên họ và tất nhiên có cả gà trống và cây đậu khổng lồ. Hoàng tử gấu trắng. Ngày xưa có một gia đình vô cùng nghèo khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, chẳng còn cách nào khác, bố mẹ buộc lòng phải bán cô con gái bé bỏng của mình cho gấu trắng. Vợ chồng tôi nghèo quá, không còn cách nào khác, chúng tôi đành giao nó cho ngài, mong ngài hãy chăm sóc nó. Ông bà cứ yên tâm, về với tôi cô ấy sẽ được ăn ngon mặc đẹp, sống trong sung sướng. Con ơi, bố mẹ thực lòng không muốn điều này chút nào. Nhưng vì nhà ta nghèo quá, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, con ở đây cũng chỉ mãi nghèo khổ vậy thôi. Chi bằng con hãy đi theo ngài gấu trắng đây, chỗ ngài ấy lúc nào cũng có cái ăn, cái mặc cho con. Đàn hãy ở đây, ta hứa sẽ ở bên nàng hàng đêm, nhưng với điều kiện là nàng tuyệt đối không được thắp đèn lên. Nàng hãy nhớ kỹ lời ta dặn. Vâng, thưa ngài. Từ đó trở đi, đêm nào gấu trắng cũng đến với cô gái, mặc dù rất tò mò, nhưng cô gái vẫn cố giữ theo đúng lời dặn của gấu trắng. Ta vốn là một hoàng tử, nhưng bị trúng bùa phép của mẹ kế, bà ấy bắt ta phải cưới cô con gái riêng cũng độc ác như bà. Nhưng ta không chịu, nên bị nhốt ở đây dưới cái lốt của gấu trắng. Gấu trắng, à không, hoàng tử và lâu đài đã biến đâu mất rồi. Mình nhất định phải tìm gặp hoàng tử để giúp chàng hóa giải bùa phép mới được. Con chào cụ, cụ có thể chỉ cho con biết tòa lâu đài của chàng hoàng tử gấu trắng ở đâu không ạ? Ta cho con thư này, hãy cầm lấy và đi tìm người hàng xóm của ta. Có thể bà ấy biết hoàng tử của con đang ở đâu. Con cảm ơn cụ. Ta cho con thư này, hãy cầm lấy và đến tìm Gió Nam nhờ giúp đỡ xem sao. Ta không biết. Nhưng ta có thể giúp con đi tìm Gió Bắc để hỏi. Gió Bắc đã đi khắp mọi nơi trên thế gian, hiểu biết nhiều, lại rất tốt bụng, nhất định sẽ giúp con tìm thấy hoàng tử của mình. Nào, hãy ngồi lên lưng ta, để ta đưa đến nhà Gió Bắc cho nhanh. Ta biết hoàng tử ở đâu, ta sẽ đưa con đi ngay.
Ai mua quả táo vàng tôi bán cho. Quả táo quý hiếm chỉ mình tôi có. Tùy Tùng đâu? Mau gọi con bé bán táo vàng vào đây cho ta. Người có quả táo vàng ư? Ta muốn có được nó. Quả táo này vô cùng quý giá, nhưng nếu công chúa thực sự thích, tôi sẽ tặng cô, với điều kiện cô phải cho tôi gặp hoàng tử. Được rồi, ta sẽ có cách. Có gì đâu, để có được quả táo vàng kia ta chấp nhận, ngươi đừng hòng. Được thôi, ta đồng ý. Không lẽ chàng ấy bị đánh thuốc mê nên mới ngủ say đến thế? Tôi còn có thứ này quý giá hơn, nếu công chúa thích tôi sẽ tặng cô, với điều kiện cô cho tôi gặp hoàng tử một hôm nữa. Được, ta đồng ý. Nàng đây rồi, ta biết nàng tìm ta, nên lần này ta đã tìm cách không bị trúng thuốc mê của cô ta. Thật tội nghiệp cho nàng, ngàn dặm xa xôi tìm đến ta, nhưng... Ta xin lỗi, ngày mai ta không thể không cưới công chúa, bởi bà mẹ kế độc ác đã uy hiếp ta rằng, nếu không chấp thuận lấy con gái bà ta làm vợ, bà ta sẽ biến tất cả thần dân vương quốc này thành gấu trắng. Em phải làm gì mới có thể giúp chàng đây? Ngày mai cung điện có bữa tiệc lớn diễn ra để mừng đám cưới của ta và công chúa. Nhân lúc đó, nàng tìm cách vào phòng cô ta lấy chiếc áo của ta. Trên áo có 3 giọt sáp rơi, nhưng chưa ai có thể giặt sạch được. Nếu nàng làm được điều đó, thì bùa phép sẽ không còn hiệu nghiệm. Chàng yên tâm, em sẽ làm được. Con cảm ơn thần gió. Cảm ơn nàng. Nhờ có nàng và có bà lão, người hàng xóm tốt bụng cùng với gió nam, gió bắc đã giúp đuổi mẹ con bà mẹ kế độc ác ra khỏi cung điện của ta. Thần dân của ta từ đây có thể yên ổn sinh sống bình yên. Sau khi giải được bùa phép, hoàng tử và cô gái dũng cảm đã cùng nhau chung sống hạnh phúc bên nhau. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!